tạo mắt hai mí. Nếu còn trẻ không có dư da thì mình nhấn mí, mình tạo mắt hai mí. Thì cái mắt hai mí đó đối với bác sĩ Thảo Diva thì mình nhấn mí là cái nếp mí sẽ dài và vĩnh viễn, không bao giờ bị mất đi. Tuy nhiên khi mình lớn lên, mình già, mình bị lão hóa, cái da mắt của mình nó sẽ trùng ra, nó sẽ che bớt cái độ lớn của mí đó ha. Thì lúc đó cái mí tự nhiên bị nhỏ lại vì da dư che lại, chứ không phải là cái mí đó mất đi. Rồi còn cắt mắt là sao? À, chắc bạn này hỏi là người trẻ đó, nhấn mí hay cắt mí nó có kết quả vĩnh viễn? Tôi nói rồi, không có cái gì có kết quả vĩnh viễn hết ha. Nhấn mí nói rồi đúng không? Bây giờ cắt mắt người trẻ. Người trẻ khi nào cần cắt mắt? Ví dụ như á, là cái mí mắt nó một mí nhưng mà nó không có da dư, nó không có da dư bẩm sinh, nó chỉ một mí thôi, thì nhấn mí đi, cắt mắt làm cái gì ha. Nhưng mà phải nhấn mí với cái kỹ thuật là nó tạo sâu nha, chứ nhấn mí cũng có những người họ chỉ khâu khâu cái nếp đây, nếp da thì nó chỉ được 3 tháng, 6 tháng hoặc 2 năm nó mất đi ha. Còn riêng tôi tự tin nói với bạn rằng khi tôi làm nhấn mí thì cái nếp mí nó sẽ mãi mãi luôn. Tuy nhiên khi mình già là cái da nó dư, nó che cái mí nhỏ lại ha, chứ nó không thể to mãi mãi được nha. Rồi, nói túm lại là vậy, nếu như bạn còn trẻ, bạn không có da dư, không có mỡ thì bạn chỉ cần dùng phương pháp nhấn mí là được rồi ha. Nếu sợ cái nhấn mí nó nhanh mất 3 tháng 6 tháng thì đến Diva làm là chắc chắn tôi đảm bảo với bạn việc là tôi sẽ làm cái mí cho bạn, cái nếp đó nó sâu mãi mãi.